Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thấy rất là lạ lẫm luôn, coi như là chưa biết gì về nó luôn. Cái gọi là cái thông tin hướng dẫn nó bí lù luôn. Tôm tiền sử ha, trong đây nó có những cái trứng tôm mà tồn tại 2000 năm. Ok, bây giờ mình sẽ khui ra coi ở trong này nó có cái gì. Có vẻ cũng lanh động quá. Ồ, cũng lanh quá ta. Dạ thì mình cái nhiệm vụ của mình trong thời gian này là mình thấy là mình quét ra, thấy là quét ra. Ồ, nhiệm vụ của mình cũng nhẹ nhàng quá. Dạ xong rồi mình thắp nhang mình đợi. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, hôm nay nghịch phá ha, có một cái trò chơi mới rất là lạ lẫm luôn. Bản thân mình là coi như là chưa biết gì về nó luôn. Mà gặp cái sản phẩm này, cái gọi là cái thông tin hướng dẫn nó đọc vô cũng bí lù luôn. Ok, rồi bây giờ hít đất trước. Hít đất với lại Lucy trước đi, rồi mình sẽ cùng nhau coi hôm nay mình quậy trò gì ha. Vô. Coi nó kìa các bạn. Coi nó kìa, làm như vậy rồi. Ê quên, Lucy. Mày có để tao hít đất hay không? Cái gì mới ăn một đống rồi chiều nay mới ăn nữa chứ. Dễ thương. Ây da. Quậy quá. Ok các bạn. Đây. Đồ chơi mới ngày hôm nay của mình là cái này. Thì hôm bữa mới qua bên HT Exotic Zone sắm về một cái bộ này để phá. Bởi vì cái bộ này nghe cái tên nó kêu lắm các bạn. Nghe là thấy nó gọi là ấn tượng liền à. Tôm tiền sử ha, trong đây nó có những cái trứng tôm mà tồn tại 2000 năm. 2000 năm là phải nói đầu thai chắc mấy trăm kiếp. Nhiều 200 kiếp. 200 kiếp là phải điều kiện sống được 100 tuổi á. 300 kiếp rồi. Ok, bây giờ mình sẽ khui ra coi ở trong này nó có cái gì. Một bộ sản phẩm như vậy nè các bạn, vô túi rồi đầy đủ phụ kiện hết. Bộ này là 300 ngàn. 300 ngàn. Mà hôm bữa mình lúc mình qua HT là nó có hai loại. Có một loại nó hình như kích thước nó lớn hơn. Kích thước nó lớn hơn, hình như loại đó hết rồi. Cái loại này kích thước nhỏ hơn thì phải. Không rành lắm nữa. Nhưng mà mình rất là tò mò. Thấy sao mà nó hay quá. Mình ấn tượng thứ nhất là con này là nó từ thời tiền sử. Cái thứ hai nữa là tại sao mà cái trứng nó tồn tại được tới 2000 năm, cho nên là mình bị thu hút, rất là thu hút luôn. Quyết định sắm một bộ về thử trải nghiệm ha. Giờ anh em mình khui coi trong này có gì. Em biết này là gì không? Này bữa mình được HT Shop giới thiệu cái này là để cái gì ta? Bơm nước hả? Bơm hút nước đồ này nọ. Bóp vô đây nè, nước nó sẽ rút lên đây. Ở trên đây nó có những cái mực nước gọi là dung tích đồ này nọ đó. Một món. Món thứ hai là cái này. Đố bạn biết cái này là cái gì? Này không phải đồ gái tay đâu nha. Giống không? Giống cái muỗng móc lỗ tai không? Nhưng mà cái này chính là cái muỗng mà múc đồ ăn ha. Múc đồ ăn để cho những cái trứng tôm này khi mà nó có cái dinh dưỡng nó ăn để nó phát triển lớn ha. Nó là cái muỗng tròn nhỏ xíu như thế này nè, dùng để múc đồ ăn à. Rồi có luôn đồ ăn luôn. Đây là đồ ăn của nó. Cái đây là đồ ăn lúc mà nó còn nhỏ ha. Đây là cái loại tảo biển gì đó. Còn đây là Lucy. Làm gì cũng đi theo hết trơn á. Đây các bạn, đây là đồ ăn lúc lớn thôi, đừng phá không. Phá quá. Nghe mùi đồ ăn không? Mặt mà không ăn. Mặt không ăn ơi. Cái này là đồ ăn lúc lớn các bạn ha. Đây, đồ ăn lúc nhỏ, đồ ăn lúc lớn. Đây, tới phần quan trọng nhất. Đây chính là trứng của loài tôm tiền sử. Tên là gì đây?
Newberry hả? Newberry. Đây các bạn, cái ống chính nó có nhiêu đây. Mình thấy không? Li ti li ti. Dưới đáy nè, để mình lật ngang ra cho nó. Đó. Thì dưới sự hướng dẫn của HT Shop thì một lát mình sẽ thử nghiệm, mình nuôi thử coi nó như thế nào ha. À. Đây, còn hồi nãy vô đầu clip mình nói là này nó có một cái bản hướng dẫn mà coi như có cũng như không luôn, đọc vô bí lù luôn, toàn là chữ tượng hình không à. Đây là sản phẩm của nước bạn Trung Quốc ha. Thì rất là bài bản luôn. Một cái bộ môn chơi mà để cho cái người chơi người ta có thể về tìm hiểu, nghiên cứu và trải nghiệm thì nó đầy đủ tất cả những cái phụ kiện cần thiết luôn. Này dùng bơm nước, cái này được múc đồ ăn. Lý do các bạn biết tại sao người ta phải thiết kế luôn cái muỗng múc đồ ăn riêng cho cái bộ này không? Tại vì mỗi một lần á, với số lượng như đây trứng thì cho ăn một lượng đồ ăn như đây là vừa đủ, không bị thiếu, không bị dư, đỡ lãng phí ha. Hình như là có sự chuẩn bị về mặt sản phẩm rồi, rất là tốt. Đồ ăn cũng đầy đủ các thứ luôn. Đó. À, tụi này như nó nuôi đẻ sinh sản rồi cũng được đó nè. Cái con này khi lớn nó sẽ giống như vậy. Đó. Giống con này. Con này các bạn lên Google bây giờ lên Google mình cũng không biết search nó tên gì. À, search tên này nè. Đó. Anh em mà search cái tên này nó sẽ ra cái con này. Rồi coi như thế nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử nghiệm nuôi thử ha. Coi như là từ lúc mình qua HT Exotic Zone mình mới biết được có cái con này. Và biết là nó cũng được phát triển đến nỗi là người ta sẽ coi như là đóng gói một cái bát nhiều thứ vô chỗ để cho anh em chơi, mà giá cũng dễ, trải nghiệm có 300 ngàn đó các bạn. Rồi đầu tiên để nuôi con này thì con này nó sẽ sinh trưởng ở trong nước ha. Thì có một số lưu ý khi mà đối với cái nước á, thì chúng ta phải lấy cái nước gọi là làm sao ta, nước khoáng á, cũng không xài được ha. Nước khoáng tại vì trong đó nó có cái khoáng đồ này nọ thì nó không phù hợp với con này, với nó sạch quá. Thì trong cái theo những bạn bên HT á thì là cái nước nó phải sạch, nhưng mà nó cũng không phải là thuộc dạng tinh khiết, bởi vì nó cần những cái khi mà trứng nó nở nó cần những cái con phù du đồ ở trong nước vậy các bạn. Nước mưa thì cũng không được, tại vì nước mưa nó nói chung là thời bây giờ nó ô nhiễm nhiều quá, nước mưa nó cũng không ok. Chúng ta có thể sử dụng nước máy, nhưng mà nước máy thì nó có nhiều calo quá cũng không được. Cho nên là nước máy á, các bạn hứng các bạn để ngoài trời khoảng 4-5 bữa gì đó cho nó bay hơi hết calo đi là bạn xài được. Ở đây mình sử dụng một cái keo để nuôi cái này á, thì chúng ta sử dụng một cái keo giống như thế này ha. Thì cái bình này mình đã hứng nước ở đây được, mình để đây khoảng 5 ngày rồi, nó bay hơi hết cái calo rồi ha. Thì bây giờ đầu mình xài với lại cái thứ nhất là cái chất liệu đựng á, thì các anh em nên sử dụng cái keo này là dễ rồi. Cái gì nữa ta, nên sử dụng chất liệu là thủy tinh, đừng có sử dụng mấy cái keo nhựa. Keo nhựa nó nóng đồ này nọ, với lại trong quá trình ngâm thì nó sẽ tiết ra mấy cái chất gì này nọ đó, nó không tốt cho những con tôm tiền sử đó ha. Cho nên chúng ta nên sử dụng cái keo thủy tinh, nó mới hoàn toàn luôn các bạn, mình chưa biết gì nó luôn á. Giờ mình đầu mình làm thử nè. Bây giờ mình sẽ gọi cho Chiều. Không biết giờ này hồi sáng mình gọi Chiều đi làm công việc, thì giờ mình gọi thử lại coi. Bây giờ không biết là cái ổ trứng này bây giờ mình sẽ mở nắp ra mình đổ trực tiếp ở đây luôn hay sao. Alo em ơi, anh đang chuẩn bị gọi là cái gì ta, thả giống tôm thời tiền sử. Dạ, em đây, em đây. Em bây giờ là anh hứng vô một cái keo nước bằng thủy tinh rồi. Nước anh sử dụng nước máy.
anh để bên ngoài đã được 5 ngày rồi, nó bay hết cà lo rồi nè. Ok anh. Rồi bây giờ anh mở cái nắp trứng ra, anh đổ trực tiếp vô cái keo thôi đúng không? Đúng rồi, anh đổ trực tiếp nhưng mà đừng để cho nó dướng vô thành nha. Đừng để dướng vô thành. Mình có chuẩn bị đèn chưa anh? Đèn hả? Dạ, phải có cái đèn chiếu thẳng vô trong hồ càng lâu càng tốt để cho kích hoạt cái trứng. À, phải có cái đèn nói chung là ánh sáng bình thường thôi được rồi đúng không? Dạ đúng rồi anh, dạ đúng rồi, ánh sáng bình thường thôi hoặc là ánh sáng mặt trời luôn cũng tốt nữa, nhưng mà sợ đưa ra ngoài nắng thì nó nóng. À, ok, vậy anh để máy hiên nhà cho nó sáng sáng thôi được rồi cái gì? Dạ đúng rồi. Rồi ok em. Vậy có cần lưu ý gì nữa không ta? Sau khi anh đổ trứng vô cái keo rồi thì sao nữa? Là mình đợi khoảng 2 tới 3 ngày là nó sẽ nở anh nha. 2 3 ngày thì trong thời gian đó mình có cho đồ ăn hay cái gì không? Không anh, lúc đó là mình đợi nó nở rồi xong rồi mình còn phải cho nó nghỉ thêm 2 ngày nữa. 2 ngày nữa. Tiêu cái nặng trứng. À. Thì lúc đó bắt đầu mình mới cho ăn, 2 ngày sau khi nó nở thì mình bắt đầu cho ăn. Rồi, nói chung là công việc hiện tại là chỉ cần đổ vô rồi để chỗ nào nó có ánh sáng là ok. Dạ, xong rồi mình thắp nhang mình đợi. Ok em ơi, đồ ăn lúc này là chưa tính đúng không? Rồi hôm bữa em có hướng dẫn cho anh là khi nào mình rút bớt cái nước ra. Khi mà nước nó quá dơ anh. À. Quá dơ hoặc là cái con của mình nó sau khi 2 cái ngày tiêu nặng nó đã ăn rồi á. Nó đã ăn rồi thì mình hạ nước xuống để cho nó dễ bơi lên mặt nước. À, coi như là bây giờ để 2 đến 3 ngày sau nó nở xong rồi cho nó nghỉ ngơi 2 ngày xong bắt đầu mới rút bớt nước ra. Dạ đúng rồi. Rồi cho nó cho đồ ăn vô. Dạ đúng rồi. Ok em, rồi có cần gì lưu ý nữa không ta? Hết rồi anh, bây giờ nhiệt độ nữa thôi, chỉ cần nhiệt độ là anh để cho nó mát mát là được. Nhiệt độ. Anh đang để keo kính là đúng không ạ? Keo thủy tinh á. Vậy thì ok anh, cứ tưởng để hộp nhựa nó tăng pH là chết á. À, để cái chất liệu nhựa là nó sẽ tăng cái độ pH trong nước ra là không ổn. Dạ đúng rồi anh. Ok em. Ủa em, cái con này bữa em nói với anh là khi mà nó lớn mát size nó được khoảng bao nhiêu ta? Mát size thì cái dòng của anh này nó mát size khoảng 5-6cm anh. 5-6cm? Ừ. Dạ, nhưng mà cái con này nó có một loại nữa là nó có thể mát size được là 11-12cm luôn. À, 11-12 là loại lớn, còn cái loại của anh là loại nhỏ 5-6 thôi. Dạ, đúng không? Dạ đúng anh, nhưng mà cái con của anh nó màu đẹp hơn. Màu đẹp hơn? À. Nó sẽ hướng về cái màu hồng phấn á. Hồng phấn? Ồ, nghe cũng dạ. Mềm mại quá ha. Yeah. Rồi ok em, vậy để anh làm thử. Ủa trong đây anh thấy trong cái bộ này nó có một cái ống để bơm nước, thì cái ống này cái công dụng nó làm gì ta? Cái ống đó là sau khi 2 ngày nó tiêu noãn là anh pha cái thức ăn vào nước. À. Nước riêng nha, không phải nước trong hồ nha. Rồi anh sử dụng cái ống đó để anh bơm cái nước nó vô trong cái hồ chính để mình cho nó ăn. À, anh đổ trực tiếp vô được không? Đổ trực tiếp vô thì nó quá dư anh, mình có nghĩa là một phần mình làm ra mình có thể xài mấy ngày. À. Một ngày mình xài mấy lần chút. Ồ, rồi. Để cho nó ăn. Rồi anh hiểu rồi. Dạ. Rồi ok rồi, cảm ơn em nha, để lát anh thắc mắc gì nữa anh gọi làm phiền tiếp. Dạ rồi, ok. Ok, thank you, chiều vậy nha. Dạ. Ok các bạn, rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình chiều có dặn mình như thế này nè. Thì khi mình đổ cái trứng này vô trong cái nước này ha. Thì có một điều lưu ý là mình đừng có để trứng đồ nó dính. Tại vì trứng này nó rất là mảnh. Rất là mảnh và nó nhẹ như hột bụi luôn các bạn. Cho nên là khi mà các bạn đổ vô, cố gắng đổ ngay chính giữa, cho nó sẽ chìm xuống dưới đây. Chứ đừng có đổ mép mép ở đây thì nó sẽ dính lên cái thành này nè. Nó dính lên cái thành này là nó sẽ bị khô trứng hết, là nó hư. Ha. Đó, thì chỉ cần lưu ý điều đó thôi. Với lại để chỗ nào có ánh sáng mát mẻ. À, có thể sử dụng một cái đèn học bài đầu này nọ đó, chiếu trực tiếp vô đây thì nó sẽ kích hoạt cái trứng lên. Rồi, nó đơn giản, nó có bao nhiêu đây thôi. Rồi, anh em nào mà đang bị nhảy mũi hắt xì á là chú ý nha, này hắt xì cái là văng mất tiêu luôn. Bây giờ hơi mạo hiểm một chút xíu, nhưng mà mình sẽ đổ cái trứng ra ngoài tờ giấy này cho anh em nhìn coi cái trứng này nó như thế nào. Xong sau đó mình sẽ chút ngược vô đây. À, ông trời ơi, đừng có cơn gió nào ngang qua nha. À. Nên có một tờ giấy trắng nó sẽ ok hơn ha. Đây, mặt bên này trắng hơn. Khoan đậy nắp lại. Đây, mình sẽ đổ ở đây cho mọi người dễ thấy.
Đó, đó. Đây các bạn, đây chính là trứng của tôm thời tiền sử. Li ti nó nhỏ xíu như thế này thôi ha. Này đếm đếm chắc cũng khoảng 200 trứng đi. Ôi gió lên, gió lên, gió lên. Ui. Cơn mưa ngang qua là cái thổi bay 300.000. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vô cái đầu gớt xuống rồi đó. Rồi. Xong rồi. Ok, quên hỏi có đậy nắp không chứ. Ê để thoáng chứ, đậy nắp sẽ được. Rồi để thoáng vậy thôi các bạn. Xong rồi đó. Ủa không lẽ clip mình nó kết thúc tới đây sao? Để hỏi cái này phải hỏi. Dạ em nghe anh. Em cho anh hỏi là bây giờ anh đổ trứng vô rồi, nó lưng lửng trên mặt nước vậy nè, có cần khuấy cho nó chìm xuống không? Dạ không cần anh, mình nó lưng lửng trên mặt nước thì từ nó ngấm nước nó mới chìm anh. À một lát nữa nó khi nó ngấm nước nó sẽ chìm đúng không? Dạ. Còn nếu như nó không ngấm nước thì anh cứ kệ nó chỉ cần dính nước là được rồi. Ok, thì khi nó nổi trên mặt nước á thì cái xu hướng của nó sẽ dẹt về cái thành rồi đó. Dạ thì mình cái nhiệm vụ của mình trong thời gian này là mình thấy là mình quét ra, thấy là quét ra, thấy là quét ra. Ồ, nhiệm vụ của mình cũng nhẹ nhàng quá. Dạ, đúng rồi. Có nhiều đó thôi đó. Có nhiều đó thôi hả? Ok em, rồi rồi, anh cảm ơn nha, anh đang chờ nó chìm. Ok, okay rồi rồi rồi, cảm ơn em. Cái gì nữa thì cứ gọi em anh ha. Rồi rồi, ok, cảm ơn em. Rồi rồi. Rồi các bạn, bây giờ những cái trứng này nó rất là nhẹ cho nên nó đang nổi lơ lửng trên mặt nước như thế này ha. Một lát nữa nó ngấm nước nó sẽ chìm xuống dưới đáy. Rồi cái nhiệm vụ của mình lúc này á là mình sẽ coi như mình thấy nó dính trên cái thành á thì mình sẽ dùng cái cây này mình bóp nước vô, xong rồi mình sẽ nhiễu lên cái thành để cho nó văng ra ngoài, đừng có để cho nó bám lên cái thành, nhiều khi nó khô cái trứng. Rồi bây giờ theo như chiều nói là chúng ta sẽ thắp nhang. Thắp nhang chờ 3 ngày nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc là nó sẽ nở thôi các bạn. Nó nở thì nó sẽ nở, nhưng mà mình nghĩ cái khó ở cái chỗ là nuôi sống nó đó, nuôi nó sống nó phát triển á. Thì mình nghe nói cái này nó phát triển cũng tương đối nhanh thôi chứ không có lâu đó. Ngộ hả các bạn ha, mà tính ra là Trung Quốc nó cũng hay. Cái con này thì hôm bữa chiều giới thiệu là xuất phát của nó là từ châu Âu, nhưng mà sau này Trung Quốc nó làm luôn, và nó làm ra những cái bộ sản phẩm mà nó đầy đủ như thế này. Người chơi nói chung cái giá thành cũng rẻ, người chơi dễ dàng sở hữu để trải nghiệm, và khi mà mua về thì có đầy đủ tất cả những cái cần thiết luôn hả, không có cần phải, nói chung là nó chuẩn bị một cái combo đầy đủ phụ kiện cho mình làm hết. Đơn giản vậy thôi. Thì mình cũng chưa thấy con này ngoài đời bao giờ luôn á. Nói chung là qua bên HT thì mới nghe HT giới thiệu thì mới biết thôi. Chứ chưa biết nó có mặt trên trái đất này luôn. Đâu để mình sạch cái con này ra cho các bạn coi nè. New nè, bấm tới đây là đâu nó có hiện ra. Đây các bạn, đây là những con tôm thời tiền sử. Để kiếm coi có con nào mà nó hồng hồng không.
Này, YouTube nó có rồi. Đây các bạn, đó đây. Ủa, cái màn hình mình nó dơ quá. Đây, những con tôm thời tiền sử đây các bạn. Ồ, cũng độc đáo quá ha. Chắc con này quá à. Chiều nói con này nó hồng. Ồ, để mình ráng nuôi rồi mình quay cho các bạn coi coi. Nói chung là nó được nhiêu ta, 5-6cm thì nó cũng cỡ này à. Cũng bự á. Đó. Có vẻ cũng lanh động quá. Ồ, cũng lanh quá ta. Từ những cái trứng nhỏ xíu như thế này mà nở thành con như thế này nè các bạn. Và như bữa là như giới thiệu là nó sinh sản lưỡng tính luôn không ta? Lưỡng tính luôn á. Lưỡng tính tức là nó không cần được cái luôn ha. Một mình nó tự xử được. Một mình nó là tự thụ tinh và tự đẻ luôn. Hay thiệt. Nhìn nó khá là dị các bạn. Ồ, lanh quá trời luôn nè. Dưới này chân cẳng tà lưa luôn. Cũng hay á. Con này là lúc mới đẻ bữa nó sẽ giống con bò bò hả? Con bò bò. Cái này chắc nó cũng là một cái nguồn thức ăn cho giống loài nào ha. Chắc vậy quá. Ồ, cái chân cái nè, cái chân cái nè. Cái chân nó coi như cả ngàn cái chân nó đẩy ra nè. Ồ, con mắt nó nè. Ồ, làm sao mà nó có thể tồn tại 2000 năm mà dưới cái dạng trứng các bạn. Có nghĩa là mình phải hiểu là khi mà nó không có điều kiện thuận lợi là nó sẽ không phát triển. Và quan trọng là cái khả năng giữ cái trạng thái của nó rất là tốt luôn ha. Công nhận hay. Tụi này thì gọi là cái khả năng thích nghi là tuyệt đỉnh luôn. Khả năng thích nghi, sống sót với lại môi trường khắc nghiệt, không gian và thời gian là bao hết, cân hết luôn. Để mình coi nó chìm xuống chưa. Nó vẫn còn nổi lơ lửng đó các bạn, chưa có chìm. Này, bên này nè. Đó, nó có nhiều đó rồi đó. Ê, người ngoài hành tinh. Này là người ngoài hành tinh hả? Cũng lạ quá, chưa biết lần nào luôn á, chưa gặp nó lần nào luôn. Cũng không biết chia sẻ vậy luôn á. Nhưng mà thấy nó rất là độc ha, nhìn nó giống cá chê. Như đầu cá chê vậy đó. Thì mình cũng muốn coi thử rồi nó cái lúc mà nó nở ra thì nó sẽ như thế nào. Dính thành, đúng rồi, dính thành nè. Đây các bạn, đây quay mặt bên này sẽ thấy nè. Khi anh em nuôi á là anh em phải quan sát đừng có để cho nó dính thành ha. Đó, dính thành quá trời nè. Đó, thì khi mà dính thành thì chúng ta dùng cái cây này chúng ta bơm cho nó tuột xuống. Rồi lúc mà coi như là khoảng 5 ngày sau đi, nếu mà 5 ngày sau mà mọi chuyện nó thuận lợi á, nó còn dính lên cái ống này nữa nè. Mọi chuyện thuận lợi mà nó nở ra đó các bạn, thì lúc đó mình sẽ phải rút bớt nước ra. Rút bớt nước ra để cho những con tôm này nó có thể bò lên mặt nước, nó thở. Ha, nước cao quá nhiều khi nó không có đủ sức mà từ dưới đáy nó bơi lên đây nó thở. Thì lúc mình rút nước ra đó, mình cũng phải lưu ý một điều là cái trứng nó rất là nhỏ. Mình rút nước thì mình có thể mình sẽ sử dụng những cái dây xúc hồ, hồ cá rồi đó. Mình thọc vô mình hút ra. Nhưng mà có một điều lưu ý là khi đó những cái trứng nhỏ và những cái con nhỏ này nó dễ bị trôi ra theo cái đường hút của mình. Cho nên là anh em cần phải lưu ý ha. Tới lúc đó mình cũng phải sẽ lưu ý hơn. Nhưng mà giờ cái khó khăn đó là nó cứ dính vô cái thành này không à. Nếu mà không quan sát kỹ thì có thể là nó sẽ khô cái trứng nó đi. Thì để coi làm sao. Thì ở bên HT là đợt trước là nuôi tụi này nở thành con luôn rồi.
Nhưng mà các bạn nói là trong một lần phải chuyển nhà các thứ đồ này nọ thì nó chết ha. Để kỳ này mình nuôi thử coi. Sao chờ hoài cũng thấy nó chìm thôi. Nó phải này mà nó ngôn ngữ khác, đọc sơ sơ coi trong này nó có cái gì đó hay hay không. Đọc đây được cái, đọc được có mấy cái à, này chắc từ 22 tới 29 độ. Không nóng quá các bạn ha. Rồi hết rồi đó, biết được không số nữa rồi, còn nhiều hết biết rồi. Tôm thời tiền sử 2000 năm. Nghe cái như trò đùa ha. Nghe cái như trò đùa. Thì có anh em nào mà có muốn trải nghiệm tìm hiểu cái này lạ lạ thì có thể qua bên chiều thì coi còn gói nào không về nuôi thử, mấy anh em mình cùng trải nghiệm chơi. Chứng tỏ là còn rất là nhiều điều mà chúng ta không biết các bạn ha. Rất là nhiều điều kỳ thú luôn, thậm chí là chưa khám phá ra ha. Nói chung con người là cũng chưa có làm chủ được trái đất này đâu, con người này vẫn coi như là bị động lắm. Mà con người cũng là tàn phá trái đất này nhiều nhất á. Còn nhiều cái chúng ta chưa có tìm hiểu ra. Thì trái đất này nó vẫn đang phát triển các bạn. Sẽ có những loài bị gọi là tuyệt chủng, nhưng mà cũng có những loài mới sẽ được sinh ra ha. Trái đất nó vẫn đang run, đang vận hành chứ nó không có đứng yên một chỗ. Bản thân mình cũng vậy. Cũng phải phát triển bản thân. Ok. Trời ơi, sao mày phá cái nón của anh Đức hả? Bậy rồi. Thằng này nó phá vô địch thủ luôn. Hồi lúc mà mình nhận nó về á, Quy bánh mì nói là nó ngoan lắm anh ơi, nó nằm yên con chỗ à, nó quậy quọi đâu, nhưng mà về đây bắt đầu bữa giờ về đây tuần lễ 10 ngày đầu quen nhà quen cảnh bắt đầu quậy. Tối quậy nè, mấy cái chai này trên bàn là lôi xuống hết. Ở một mình nó buồn. Buồn bắt đầu quậy. Của cái mặt kìa. Con gái lúc nào cũng đưa cái lưỡi ra ngoài vậy à. Thấy ghét. Thấy ghét. Rồi ok các bạn ơi. Coi như là có đồ chơi mới khoe với các bạn. Cùng có một cái trải nghiệm mình thích vậy nè. Mình thích khi có nào mới là mình làm rồi quay clip cho mọi người coi. Thì mọi người với mình là cùng hóng, cùng chờ ha. Rồi cùng vui vẻ với nhau. Ok mọi người, hy vọng là mọi người xem clip vui vẻ. Bye bye.